Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào ngày mới sáng thứ năm ngày mùng 10 tháng 8 của STV. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi vào khung giờ 6 giờ sáng hàng ngày và chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui. Thưa quý vị, đã hơn 60 năm kể từ khi thảm họa da cam dioxin xảy ra ở Việt Nam, song những mất mát đau thương mà thảm họa này gây ra trên đất nước ta còn vô cùng nghiêm trọng với hậu quả di chứng nặng nề ảnh hưởng đến nhiều thế hệ ngày 10 tháng 8 hàng năm được chọn là ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nhằm giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân, nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Những năm qua, thì đảng, nhà nước ta đã có rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho các nạn nhân chất độc da cam điều xin với những việc làm ý nghĩa thiết thực. Và nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình sáng nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Trước hết là phần tin tức chúng tôi mới cập nhật. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành quyết định số 819 phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030 phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của quốc gia kiềm chế sự gia tăng về cháy nổ, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người và tài sản, bảo vệ môi trường, có phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ngoài việc phân vùng, quy hoạch xác định, phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy tại các đô thị, khu công nghiệp, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo phục vụ chữa cháy, đảm bảo hệ thống thông tin đồng bộ thống nhất có khả năng kết nối chia sẻ, tích hợp với hệ thống thông tin chỉ huy ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ trung ương đến địa phương. Tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới trụ sở doanh trại cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong phạm vi toàn quốc, đảm bảo bán kính bảo vệ của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, bảo đảm hệ thống cấp nước, các loại hình giao thông và hệ thống thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy, cứu hộ cứu nạn hiện đại, thống nhất, được kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia góp phần bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới, nhất là phục vụ xuất khẩu, thời gian qua tỉnh Sơn La luôn quan tâm xây dựng, quản lý mã số vùng trồng đối với các loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây ăn quả. Theo thống kê của tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật toàn tỉnh đã được cấp 281 mã số vùng trồng với diện tích trên 4.600 ha cây ăn quả phục vụ xuất khẩu. Trong đó nhiều nhất là nhãn xoài, tiếp đến là chuối, mận hậu và thanh long. Trong đó đang duy trì 205 mã số vùng trồng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, EU và một số thị trường khác. So với tiềm năng, diện tích cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng còn hạn chế, chỉ chiếm gần 5,5% tổng diện tích cây ăn quả hiện có. Việc cấp mã số vùng trồng không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định. Xây dựng mã số vùng trồng buộc người dân phải chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang hướng liên kết, hình thành các vùng sản xuất có quy mô lớn. Bên cạnh đó, việc xây dựng mã số vùng trồng còn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp, đồng thời mang lại nhiều giá trị về kinh tế cho người nông dân. Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp quan tâm hướng dẫn người dân xây dựng và tăng mã số vùng trồng, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, chỉ còn ít thời gian nữa là học sinh cả nước sẽ tiệu trường bắt đầu năm học mới. Để chuẩn bị tâm thế cho năm học mới này, thì một số trường học trên địa bàn thành phố Sơn La đã tổ chức các hoạt động dọn dẹp chỉnh trang khuôn viên nhà trường. Tập thể cán bộ, giáo viên tại một số trường đã tổ chức cắt tỉa cây xanh, chỉnh trang vườn hoa, sân trường, vệ sinh xung quanh trường học và các lớp học, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp, sẵn sàng đón học sinh đến trường. Đến thời điểm này, hầu hết các nhà trường đã hoàn thành nội dung bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn và triển khai các nội dung để chuẩn bị cho năm học mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, học sinh sẽ tiệu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tiệu trường sớm nhất trước hai tuần. Dự kiến học sinh sẽ tiệu trường từ ngày 22 tháng 8 đến ngày mùng 1 tháng 9. Cả nước đồng loạt khai giảng vào ngày mùng 5 tháng 9. Cùng với tổ chức tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, trong tháng 7 vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục triển khai các quy định mới về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đã tiếp nhận khám và điều trị cho trên 100.000 lượt bệnh nhân, trong đó, điều trị nội trú 17.547 bệnh nhân, điều trị ngoại trú trên 60.000 bệnh nhân, chuyển tuyến gần 8.000 lượt bệnh nhân. Từ nay đến cuối năm, bên cạnh chủ động nhận định tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Sơn La tiếp tục hướng dẫn thẩm định hồ sơ mua hóa chất, sinh phẩm, dụng cụ y tế, vật tư y tế năm 2023 của các đơn vị y tế theo quy định ra soát tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung địa phương năm 2023 của các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, thường xuyên ra soát đối tượng và tổ chức tiêm vét các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là tại các xã phường, vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, vùng có dân tộc thiểu số sinh sống. Sơn La là một tỉnh miền núi, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, người dân tộc thiểu số chiếm trên 82%. Năm 2018, toàn tỉnh có hơn 3.300 bản tiểu khu tổ dân phố. Từ năm 2019 đến nay, thì tỉnh đã thực hiện 6 đợt sắp xếp sắp nhập bản. Kết quả đã thực hiện sắp nhập 1.997 bản để thành lập 920 bản, giảm 1.077 bản. Hiện Sơn La còn 2.247 bản. Và với việc giảm 1.077 bản, toàn tỉnh đã giảm trên 10.000 người hoạt động không chuyên trách và người hưởng mức hỗ trợ ở bản, giảm trên 5.000 tri hội, kinh phí tiết kiệm tương ứng khoảng 79 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nội vụ, nhiều bản thuộc diện phải sắp nhập với bản liền kề, nhưng quá trình khảo sát và triển khai quy trình không đạt được trên 50% cử tri đồng thuận. Vì vậy, không thực hiện được việc sắp nhập Ngoài ra thì do sự hình thành các bản tiểu khu, tổ dân phố mang yếu tố lịch sử thay đổi tùy theo điều kiện của từng giai đoạn nên việc thực hiện sắp nhập sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống cộng đồng dân cư, gây tâm lý xáo trộn cho người dân khi phải thay đổi các loại giấy tờ liên quan. Bên cạnh đó, nếp sinh hoạt cộng đồng và ảnh hưởng đến quyền lợi tâm lý của những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố khi không còn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến trong quý 3 năm nay, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức hội nghị nhằm tổng kết đánh giá toàn diện những kết quả đạt được tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp sắp nhập bản trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2019 đến nay. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành ở Việt Nam là cuộc chiến tranh có quy mô lớn và dài ngày, gây hậu quả hóa học thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại. Đến nay, cuộc chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm, song hậu quả của chất độc da cam dioxin để lại vẫn hết sức nặng nề đến sức khỏe của hàng triệu người dân Việt Nam. Ngày 10 tháng 8 hàng năm đã trở thành ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Tinh thần ấy cần được cổ vũ lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, khơi dậy lương tâm và trách nhiệm của mỗi người đối với nạn nhân chất độc da cam, tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống, khát vọng và ý chí vươn lên. Để xoa dịu những nỗi đau, chia sẻ với những nạn nhân, Hội nạn nhân chất độc da cam Điều Xin tỉnh Sơn La thời gian qua đã luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của các hội viên. Từng tham gia kháng chiến tại Quảng Trị năm 1977, ông Nguyễn Đình Minh, phục viên trở về địa phương. Do sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, năm 2008 ông đi giám định kiểm tra, phát hiện bản thân bị nhiễm chất độc da cam 35%. Được sự quan tâm của các đồng chí ở hội da cam, chi hội da cam, thành phố Sơn La và đặc biệt là hội da cam tỉnh Sơn La đến những cái ngày lễ Tết và đặc biệt là ngày mùng 10 tháng 8 ngày nạn nhân chất độc da cam thì hội đã đến tặng quà là tặng tình thương đối với tôi. Với mục tiêu cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam trong 5 năm qua, từ nguồn quỹ do Trung ương hội trao tặng và huy động xã hội hóa, hội đã gây quỹ với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng mới 4 nhà tình nghĩa và sửa nhà cho 3 hội viên, trao tặng 45 xe lăn cùng hàng nghìn phần quà cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam, hội đã phối hợp trao tặng gần 100 xuất quà cho hội viên trên địa bàn toàn tỉnh. Ban thường vụ và ban thường trực đã có cái đi kêu gọi các nhà tài trợ, nhất là các doanh nghiệp, rồi các nhà hảo tâm, À, có cái uh, chăm lo giúp đỡ với hội nạn nhân gia cam tỉnh Sơn La và đối với anh em thì cũng xác định được cái này là uh, hội mình là phải có tự uh, chăm lo uh, rồi là giúp đỡ lẫn nhau trong cái lúc uh, khó khăn. Những hoạt động thiết thực của hội nạn nhân chất độc gia cam Điều xin tỉnh Sơn La cùng với các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm đã góp phần động viên chia sẻ đối với những nạn nhân gia cam để tiếp tục chiến đấu chống lại nỗi đau dai dẳng mà chiến tranh đã đi qua để lại, đồng thời động viên gia đình các hội viên có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Vâng, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, chung tay xóa nhòa những đau thương mất mát của chiến tranh, mỗi người cần trân trọng giá trị thiêng liêng của hai tiếng hòa bình, đồng thời tích cực chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo giúp đỡ nhiều hơn nữa cho các đối tượng nạn nhân chất độc da cam dioxin để họ có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc. Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian các bạn nhỏ có những chuyến trải nghiệm khám phá thú vị với những hoạt động bổ ích. Và đặc biệt nếu như mùa hè này thì các bạn được trải nghiệm cùng với các chú bộ đội biên phòng, làm quen với môi trường trong quân đội, à, từ đó sẽ giúp cho các bạn có thể nâng cao được tính kỷ luật, trách nhiệm của bản thân trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện góp sức xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng đến với một chuyến trải nghiệm đầy thú vị tại đồn biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã. Chương trình trải nghiệm Một Ngày ở Biên Cương đã thu hút trên 50 bạn học sinh là học viên của Trung tâm Anh ngữ Uni Langer, thành phố Sơn La, cùng các thầy cô giáo tham gia. Hoạt động đầu tiên trong hành trình đầy thú vị đó là các bạn đã được đến cửa khẩu Trường Khương thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Trường Khương, huyện Sông Mã được nghe các chiến sĩ bộ đội biên phòng chia sẻ về cột mốc biên cương về những nhiệm vụ mà những chiến sĩ nơi đây đã và đang làm để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đây thì các em có một buổi học tập để thêm hiểu về công việc cũng như nhiệm vụ vai trò của các chú bộ đội biên phòng cũng như về công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ lãnh thổ và tìm hiểu thêm về các cột mốc biên giới của Việt Nam và qua đó khơi dậy lên tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc của các em. Điểm đến thứ hai trong cuộc hành trình đó là đài tưởng niệm các hùng liệt sĩ nằm trên địa bàn xã Mường Cai, huyện Sông Mã. Với lòng thành kính, tri ân, mỗi thành viên tham gia chương trình đã thắp hương tưởng nhớ đến những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Tại đồn biên phòng Mường Cai, các em nhỏ đã được các chiến sĩ kể những câu chuyện về truyền thống lực lượng bộ đội biên phòng, tham quan doanh trại đơn vị và trải nghiệm một ngày ở đồn biên phòng Mường Cai con rất vui khi được tham gia chương trình một ngày ở biên cương con được gặp các chú bộ đội và được tham gia rất nhiều hoạt động về với các chú bộ đội và đặc biệt là con được nghe các chú bộ đội nói về biên giới của việt nam con rất tự hào vì mình là một người con của đất nước việt nam Kết thúc cuộc hành trình, các bạn nhỏ tham gia chương trình đã được đến thăm và tặng quà cho điểm trường Co Phường, trường mầm non Hoa Đào, xã Mường Cai, cùng giao lưu với những bạn nhỏ nơi đây, cùng hát vang những bài hát đầy ý nghĩa. Hoạt động trải nghiệm lần này thực sự là chương trình mang nhiều ý nghĩa và tràn ngập niềm vui, góp phần phát triển năng lực sáng tạo, làm việc trong môi trường tập thể cho các em học sinh tham gia chương trình, từ đó giúp các em phát triển năng lực bản thân, biết trân trọng giá trị cuộc sống. Con rất vui khi được đi đến đồn biên phòng Mường Cai, được thăm các chú bộ đội, được các chú kể về cột mốc biên giới giữa bạn Lào và nước Việt Nam mình. Con mong sau này mình sẽ trở thành một cô bộ đội để bảo vệ tổ quốc. Chương trình Một Ngày ở Biên Cương đã giúp các bạn nhỏ có một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và thiết thực, giúp các em hiểu hơn về cuộc sống trong quân đội, cũng như về quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, về truyền thống đấu tranh cách mạng, vẻ vang của dân tộc có phần giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn không ngừng thi đua học tập rèn luyện để mai này xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết lại chương trình chào ngày mới sáng nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt.